Dạ con để ý là nãy giờ chú cứ đi ra đi vô là chỉ có một bó bông này thôi. À, bốn bó nè, khác nào, khác nào. Đó, bông mới luôn. Dạ, có làm cái gì đây nè. À, con nhận coi. À, cái hộp thư mà mình mở ra để làm cho chương trình đó cường. Thư nó gửi về cho cháu nhiều quá đi, bây giờ cái đọc không hết. Bây giờ có cái này nó liên quan tới bài thư nhớ người dân nè. Chú Huy ơi, cháu ở miền Tây, cháu nghe chú viết là gió lai cành cây nhãn lồng, nhưng cháu biết là nhãn lồng là dây nhãn lồng chứ không phải cây nhãn lồng. Không tin chú hỏi anh Cường coi đúng không? Dạ, cái này là chú là cái người mà tạo ra cái bài hát, chắc con nghĩ là chú. Nhưng mà với con là con ăn nhãn lồng là cái dây nhãn lồng hay cây nhãn lồng? Dạ con ăn hai cả hai đi. Bà má ơi, nó ăn cây nó ăn dây luôn nội ơi. Còn gốc với rễ cháu có đem sắc thuốc uống luôn không? Dạ không, ý là nó phân biệt một là dây nhãn lồng nó khác, còn cái cây nhãn lồng là nó khác. À, người nó thông minh ta, giống chú ta. Tức là cái nhãn lồng là một cái loại cái có cái dây và nó có cái lồng và nó có cái trái bên trong. Còn nhãn lồng là một cái loại nhãn mà nó nằm trong một cái lồng, đúng không? Ta sợ có chim ăn người ta bỏ vô cái lồng đúng không? Trái nhãn đúng không? Ý nó nói gì đúng không? Dạ cái này con cũng không biết nữa. Hồi tôi không biết bài hát tôi viết dễ gì luôn trời. Hả? Thật sự thì hồi lúc mình viết cái bài thương nhớ người dân á, là đúng là nhãn lồng là cái dây nhãn lồng hay là cái cây. Nhưng mà cái nhãn lồng mà nó muốn mọc ra được á cháu, nó phải có cái cây. Chứ nó còn nó là cọng dây nó nằm xuống này nè, nó muôn vươn lên thì nó phải có một cái cây. Thì cái cuộc sống mình nó cũng như vậy, mình muốn vươn lên được thì phải có một cái cây vững chắc. Thì như xúc động á, nhà xúc động. Trời chú ơi, chú dưới mình chơi chú hơn cả thật biết sao mà. Xúc động không? Chú nhìn thấy cái gia đình sinh hoạt chú của cháu. Là gia đình sinh hoạt chú là một cái cây mà cái cọng dây nhãn lồng của bạn Hồ Văn Cường vươn ra xa đó các bạn. Đúng rồi. Đúng không ta? Xong hai vỗ tay cho ông trò. Mình nói đáng lẽ là cái câu sao là phải vỗ tay liền. Thì màu xanh đột chuối là cái màu mà đó chú thích lắm. Cháu hay lấy lá chuối, chú hay lá chuối, chú gói bánh ú. Thật sự nếu mà ai ở dưới quê là rất thích màu xanh đột chuối luôn. Anh Đàm Vĩnh Hưng có mấy bộ đồ xanh đọc chuối luôn đó, không biết bữa nay có đem hàng không biết. Thì thật sự luôn á là một ca sĩ mà có một cái gia đình như vậy rất là khó đó cháu. Tiếp theo á là chú muốn cháu là gìn giữ cái gì tốt đẹp nhất từ cái gia đình xanh đọc chuối của mình. Lý do mà thực sự luôn, lý do mà chú làm cái chương trình mà mở màn mà 50 năm của tuổi của chú á, mà chú mời cháu là cũng là do một cái sự đề cử của gia đình sinh đọc chuối của mình đó, đúng không? Một sự đề cử chứ chú có biết cháu đâu, đúng không? Một sự đề cử bài của chú thì cháu biết rồi, tất cả rất là nhiều ca sĩ cũng hát thành công, nhưng mà là khi mà gia đình mình vô trội tha thiết rồi thân thương, rồi lâu lâu cũng than thở, rồi bữa thì thấy mấy cô nhắn tin thì thầm, rồi có cô thỏ thẻ nói cháu Cường vậy, còn đâu có cô thì thào nữa. Trời ơi, biết luôn cái đó chú không dám nói, nhưng mà chắc có. Tức là gia đình rất là yêu thương cháu luôn, inbox chú khủng khiếp, chú đọc vật vã luôn ha. Nhà bữa muốn xách nồi cung điện ra đường luôn á. Thành ra là những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình là một điều rất là đáng quý. Thành ra chú mời cháu đến đây và cháu hát đúng cái bài chủ đề của chương trình của chú. Bài gì biết không? Người thầy. Đúng rồi, người thầy. Thôi hát đi rồi hồi nói chuyện tiếp ha. Dạ. Ok thôi. Dạ.